Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ và các bạn đi tô màu của mình nha. Đây mình sẽ cho các bạn xem mình tô sản phẩm đẹp nhất. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình tô màu đẹp này, mình sáng tác hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực thêm nha. Nhằm chi tiết cho tôi mọi nha các bạn. Chuẩn bị 2 giờ mấy giờ? Là 9 tiếng rưỡi. Trời. Trời. Ai? 6 rưỡi thì mà người ta gọi sao cuối tháng sẽ chia tiền cho. Trời. 6 rưỡi thì mà người ta gọi ta sẽ chia tiền cho. Chia tiền rồi, tiền ở đâu mà chia? Tiền riêng ấy, ta chia cho. Thôi. Bình thường 8 rưỡi ta mới đi. Mà gọi đi lúc 7 giờ đến tiếng rưỡi thì mỗi ngày được 10 đến 15 nghìn đồng rồi. Thôi trả chị, ta trả dạy thì 6 giờ là 6 rưỡi rồi. Mấy giờ mày đi? Rồi. Mấy giờ mày đi? 7 rưỡi. Thì 7 rưỡi mình vào mình gọi ta. Rồi. Thì 7 rưỡi xong ta lại làm đấy à? Mày không thôi đi gọi. Dạ. Gần 7 rưỡi mình gọi là mày được 10 nghìn rồi. Thôi. Tiền nó tận mồm không lấy. Tiền. Một tháng lấy thêm 10 nghìn là được rồi. Tháng lấy 10 nghìn một đấm đọc thôi. Mỗi ngày 10 nghìn. Tháng gần hơn gần triệu á. Mỗi ngày 10 nghìn, tháng 300. Tháng có 4 tuần đúng không? À. 4 tuần đúng không? 4 tuần à? 1 tuần là mỗi ngày 10 nghìn là 1 ngày 100, 400. Tính kiểu gì đây? 10 nghìn bằng 10. 10 nghìn một ngày. Tính đi 1 tuần 100 nghìn, có tí bộ. Đấy. Thật ngu thôi. Đấy, 1 tuần có mấy? 1 tháng bao nhiêu ngày? Ừ gì đó không thơ một tuần có mấy quẻ ơi có 7 quẻ ơi đúng rồi 8 chục ơi 7 chục 3 chân 10 à quên như 30 đúng quên 10 đúng rồi anh ngày bỏng có 3 lít mỗi tầm một trăm mười lăm ông vãi chỉ đâu ngồi chị mình đang nhắc qua chưa màu ai bảo mày quên không phải là không? Tối qua tối hôm qua tối hôm kia ấy là kết bạn thế tô mò bằng cái này mà không tôi tưởng này tôi biết mày có tô mò bây giờ vậy anh mà đi tô mò thì tôi có hút chuẩn vậy à rồi vậy anh mà đi tô mò thì tôi có hút về tô mò xong nha các bạn tôi đố hút bằng như tao ấy thay. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ và các bạn đi tô màu của mình nha. Đây mình sẽ
cho các bạn xem mình tô sản phẩm đẹp nhất. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình tô màu đẹp này, mình sáng tác hay, thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có nhiều động lực thêm nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn này. Trời. Giờ ta làm tới là kim công rồi. Tối á? Thì chào bạn, bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem này. Mày để làm tối à? Ừ. Bây giờ mình sẽ ăn cái quả táo. Mà không nhận kia nhắn cái gì cho nhóm này. Trời. Không nhận kia nhắn cái gì cho nhóm này. Đâu. Có thấy cái gì đâu. Thấy chưa? Nhưng mà bỏ ta mới quyết làm kênh đó. Thế là được ăn nhiều. Ui chết mặt. Chỉ về chạy đi cho nó thấy nó là cái cảnh nhận. Đấy. Phải biết cho nó thôi. Ta vẫn phải quay mấy này. Thế nó lấy mấy nào quay? Nó lấy con nó mất là được. Chiều sơn lấy mà. Chiều mày quay cái đấy à? Ừ. Có thế nào mình lại quay 5 máy à? Chết mấy cái này mà. Quay áo chiều lên 4 máy quay thôi. Mày quay 6 máy. Bước. Mấy sao máy là vừa đủ rồi. Vừa này là lấy ngay cái máy đẹp nhất này. Quá đẹp. Mình ăn siêu lèo. Tô mò đấy lên mấy mẹ, 2-3 mẹ à? Mình. Đấy. Sao họ quyết xem. Chắc là cũng đợi lại thôi. Thứ 3 mẹ. Phải tô màu son nhé các bạn.